Chào các bạn, tôi sẽ hướng dẫn cách ghép cây mít siêu sớm trên gốc đã bứng và ươm bô bọc. Đây là những cái gốc cây mà người ta đã bứng ươm bô bọc chuẩn bị ghép. Ở đây cái gốc đã được ươm bô bọc rồi nè. Và cây mít ươm hạt được ươm bô bọc và cắt ngọn đi. Và cái nguyên liệu thứ hai cần có để ghép đó là chồi ghép. Chồi ghép thì được cắt xuống từ cây mít chân gai siêu sớm. Các dụng cụ như là dây quấn, đây cái dây trắng trắng là dây quấn này. Rồi bao ni lông dùng để trùm lại sau khi ghép xong. Và cái dụng cụ quan trọng nhất đó chính là dao. Và bây giờ chúng ta hãy xem cách ghép. Đó, đầu tiên là rọc hai phần da trên gốc ghép, một phần lên trên và một phần xuống dưới. Đây, một phần da phía dưới, phần da lên trên, như thế đó. Và trên chòi ghép cho em một chòi ghép thì cắt vát hai đầu, cắt khoảng 45 độ rồi. Đó, bây giờ bắt đầu gắn chòi ghép vào gốc ghép. Đó, gắn vào như thế đó. Và dùng dây quấn quấn lại. Dây quấn này là dây đi lông giãn, nó mềm thôi chứ nó không cứng. Rồi xong. Sau khi gắn xong thì dùng bao ni lông và thun để trùm kín. Và để vào bẫy ươm. Để vào bẫy ươm khoảng 1 tháng thì cái chồi ghép nó bắt đầu nó nảy mầm. À, bây giờ ta hãy tiếp tục xem cây thứ hai. Rồi. Trên gốc ghép đã xong. Và bây giờ cắt mắt ghép. Cắt mắt ghép xong, gắn vào. Ok, một. Cầm phải cho cứng nha, chứ để không cứng là không được nha. Bé nè, rớt chứ không rớt rồi nha. À, sau khi gắn vào xong thì nó như thế này. Và chỉ cần dùng dây quấn quấn lại. Rồi. Rồi bây giờ quấn. Anh quấn rồi nè. Không được con ơi, tử này không được rồi. Anh quấn chậm chậm thì vậy. Dạ đó, anh này anh quấn chậm cho mình xem đó. Rồi xong. Và dùng bao ni lông trùm lại. Để vào bể ươm. Và để vào bể ươm đây 1 tháng nó nảy mầm thì tháo bao ni lông ra. Rồi đây 1 tháng sau khi ghép thì nó nảy mầm như thế này. Nó nảy mầm trong cái bao ni lông trùm này luôn. Và chúng ta tháo ra. Tháo bao ni lông ra. Đó. Và được một cái cây như thế này. Đó, cái mầm này nó vừa nảy mầm lên thôi. Đó, đây đều là những cây vừa nảy mầm nè. Nó là khoảng 10 ngày sau khi tháo bao ni lông thì nó bắt đầu có lá như thế này đây. Và khoảng 2 tháng sau khi tháo bao ra thì nó như thế này. Và nó thành một cây đem đi trồng được rồi đó. 2 tháng sau khi tháo bao ni lông và 3 tháng sau khi ghép là được một cây hoàn chỉnh có thể đem đi trồng. Cây mít thái chân gai sau khi ghép khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi thì chòi ghép nó mới bắt đầu phát triển lên. Nhưng mà đồng thời trong cái quá trình chòi ghép nó phát triển thì chòi dại nó cũng phát triển. Đó, đây là chòi dại nó đang phát triển này. Cho nên trong cái quá trình nuôi dưỡng chòi ghép thì người ta phải luôn luôn theo dõi để cắt bỏ chòi dại. Đây, như cái chòi này thì tôi cắt bỏ. Và trong bãi nuôi cây thì chòi dại nó phát triển thì cắt bỏ. Đồng thời nó bị lên cỏ trong bãi thì người ta cũng phải theo dõi để nhổ cỏ thường xuyên.
Đây ta xem cây này. Cây này là khoảng hơn một tháng sau khi ghép. Chậu ghép nó đã phát triển rồi đấy. Nhưng mà đồng thời chậu dại ở phía dưới này nó phát triển còn to hơn chậu ghép nữa. Cho nên quá trình cắt bỏ chậu dại phải luôn luôn được thực hiện liên tục. Và quá trình bỏ chậu dại nó thực hiện nhiều lần đến khi chậu ghép nó phát triển cao lên. Nó như cây này thì nó được 4 lá rồi. Và đây là những cái vị trí mà người ta cắt bỏ chậu dại nè. Nó rồi đến một thời gian nữa thì nó sẽ phát triển cao hơn nữa như cây này. Phát triển cỡ như cây này thì nó có được 6-7 lá. Và nó cao lên cỡ này thì bán được rồi. Hoặc là nếu như trồng thì cỡ này là một cái cây thành phẩm có thể đem đi trồng được. Đó là khoảng 2 tháng sau, 3 tháng sau thì sẽ được một cái cây thành phẩm như thế này. Đây là cây hoàn toàn đi trồng được và hoàn toàn có thể bán được nếu như ở vườn ươm. Và trong quá trình nuôi dưỡng đó thì người ta luôn luôn cắt bỏ chậu dại. Nó như ngay vị trí tay của tôi đây. Cây này là một cây mà chậu ghép đã phát triển tốt, nhưng mà cái chậu dại thì nó vừa mọc ở đây, người ta cũng phải cắt bỏ. Cho nên bỏ chậu dại là một cái quá trình phải thực hiện liên tục thường xuyên. Cây này cũng thế. Chờ dài đây. Bỏ. Rồi. Nhưng mà những cây này thì to rồi, đem đi trồng được rồi đó. Chào các bạn. Bây giờ ta cùng xem cách cắt tuyển trái trên cây mít chăn gai. Đây là phương pháp cắt chọn lọc. Mít chăn gai là loại mít có rất nhiều trái. Một cây thì có thể có từ mấy chục đến 100 trái. Nhưng mà thông thường thì vì trái nó to cho nên trên cây người ta chỉ chừa lại từ 2, 3 hoặc 4 trái mà thôi. Chứ không thể chừa đến mấy chục trái đến 100 trái thì lúc đó trái nó sẽ nhỏ. Và trên cây mít chăn gai thì nó luôn luôn có nhiều trái. Như các bạn xem, cái cây này thì nó nhỏ xíu như thế này thôi. Mà nó có phải đến mười mấy trái. Nè, ta xem mười mấy trái nha. Đây, rất nhiều, nếu tính từng trái là phải đến 20 trái đó. Và cách để cắt tuyển trái như thế nào? Thì đầu tiên, ta nhìn và ước lượng trên độ lớn của cây này thì nó sẽ mang được bao nhiêu trái. Và cái cách ước lượng đó thì chỉ dựa vào kinh nghiệm thôi, không có một cái nguyên tắc chung nào. Thì theo như kinh nghiệm của tôi, thì trên cây này chỉ chừa lại 3 trái. Đó là phương pháp để ta tuyển trái. Và bây giờ ta sẽ vào để xem 3 trái nào chừa lại. Thì ta chọn những cái trái đẹp nhất. Thì như trên cây này tôi sẽ chừa 3 trái. Ta xem những trái nào đẹp thì ta chừa lại, còn lại thì bỏ tất cả. Đây, cây này thì tôi sẽ chừa lại một nè. Trái ngay tay của tôi đây. Trái này là trái thứ hai. Rồi, và trái thứ ba. Rồi, trái này là trái thứ ba. Rồi còn lại thì bỏ tất cả những trái khác. Và một nguyên tắc nữa là không chừa hai trái trên cùng một cành và không chừa hai trái trên cùng một cuống. Rồi, như thế thì tôi sẽ không, nhưng mà trái này không được. Trái này nó bị méo một vết ở đây. Nghĩa là chỗ này bị sâu đen nè. Và trái này bỏ chứ không chừa được. Bây giờ bỏ. Rồi, đầu tiên là chừa trái này. Cái này chừa thì cái trái cùng cuống với nó cắt bỏ đi. Trái bên này cũng thế. Đây là hai trái để lại. Rồi những cái khác thì để tôi tìm thêm một trái thứ ba. Rồi trái thứ ba sẽ là trái này. Rồi, 1, 2 và 3. Rồi chỉ chừa 3 trái mà mình muốn. Còn những trái còn lại thì cắt bỏ tất cả. Cắt thì dùng kéo nè. Cắt. Và tôi sẽ chừa dự phòng thêm một trái thứ tư. Trái này dự phòng thôi. Để đề phòng 3 trái kia bị hỏng thì sẽ chừa trái này. Rồi đó.
Bây giờ ta thấy cây mít này chỉ còn lại ba trái thôi, nằm ở phía gốc và một trái nằm ở phía cao hơn, và trái thứ tư là trái dự phòng. Còn lại thì những trái không liên quan đến thì cắt bỏ tất cả. Tôi đã bắt cắt bỏ xong những cái kia. Và bây giờ đến phương biện pháp thứ hai là tỉa những cái cành mà nó bao quanh những cái này, để cho trái nó thông thoáng, dễ nhìn thấy, dễ kiểm soát. Những cành cắt tỉa thì nó là những cành lòn ở phía trong nè, người ta còn gọi là nhánh nhau, ở miền Nam thì gọi là nhánh nhau, miền Bắc thì gọi gì tôi không biết. Đó, video thì chất lượng nó không được tốt, bởi vì do tôi vừa cắt vừa quay cho nên chất lượng nó không được tốt, nó hay bị rung. Nếu như có một người quay và tôi cắt thì video nó sẽ tốt hơn, nhưng mà hiện tại có mình tôi thôi, các bạn xem và thông cảm. Rồi, như thế là cây này tôi đã để lại ba trái theo ý mong muốn, còn trái thứ tư dự phòng. Còn lại thì cắt khoảng mười mấy trái dưới đất đây, vừa lớn vừa nhỏ, cùng với một số cành bao quanh trái, hay còn gọi là nhánh nhau. À, còn một trái sót ở đây cũng cắt luôn. Rồi, như thế là xong. Các bạn vừa xem cách tuyển trái mít chan gai trên cây, hay là phương pháp tuyển chọn lọc. Cùng xem vườn mít chan gai đang có trái tiểu quả tại cây Lại Tiền Giang. Và đặc điểm của mít chan gai này là nó thường hay bị thối trái, và để chống thối trái thì người ta có một biện pháp, đó là dùng thuốc. Thường thì người ta xịt thuốc nó sẽ chống thối trái, và đây là cái thuốc. Thuốc 30cc trị nấm diệt khuẩn, đó là thuốc trừ bệnh sinh học, thành phần là có oligosaccharide. Một bình xịt bao nhiêu anh Tư? 20 lít nước, 30cc thuốc đó, đó. À, và xịt với liều lượng là 30cc cho một bình 20 lít nước. Ở đây là bình 20 lít nước này, thì sẽ xịt 20cc. Thì nhiều người có vườn mít và không biết để chống bệnh thối trái như thế nào, thì đó, xịt cái thuốc đó. Để coi xem kỹ lại cái thuốc này. À, đây, chúng ta xem. Phải lắc đều lên thuốc để nó nắm với thuốc này, phải lắc đều. Ba mươi cc, nó sẽ có 30cc. À, đó, ở trên cái ly thì nó có những cái mức 75, 50, 30 rồi, và đổ vào bình thôi. Nó đơn giản như thế chứ cũng không khó khăn gì. Và xem kỹ lại, nó là thuốc trị nấm diệt khuẩn, phục hồi cây nhanh. Để là xem tên công ty, số đăng ký. Đơn vị đăng ký là Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt. Địa chỉ: Lô B 113, đường số 5, khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nano Bio phân phối. Đó là những thông tin về cái loại thuốc này. Có thông tin các bạn nhớ kỹ nhé. Công ty Nano Bio. Mít chan gai thì nó dễ thối trái, nhưng mà nó cũng không có thối nhiều lắm đâu. Hiện tại thì chủ yếu thối dòng mưa.
ở Tiền Giang này nó cũng không có thối nhiều, nhưng mà do giá tăng quá cao cho nên người ta xịt phòng luôn. Và thường thì nó sẽ thối vào mùa mưa, nhưng mà hiện tại trong vườn này thì chưa thấy thối gì đâu, chủ yếu người ta xịt phòng thôi. Và những cái thối này thì xịt phải cách ly trước khi bán, là trước khi bán trái khoảng nửa tháng thì không xịt nó nữa. Mà nguyên nhân người ta xịt trong cái đợt thuốc này là do giá bán tăng cao quá, giá hiện tại lên đến 62.000 một ký, một cái giá kỷ lục của tất cả các loại mít ở Việt Nam. Đây, và hiện tại thì đang phun bằng bình phun sạc điện. À, chống bệnh thối trái thì chỉ đơn giản như thế thôi, nhưng mà còn một yếu tố không thể thiếu nữa, đó là phải cắt cành cho nó thông thoáng, rồi không chừa những trái quá thấp ở mặt đất. Đó là về căn bản của phòng trừ bệnh thối trái, còn xịt thuốc thì chỉ là một biện pháp tình thế mà thôi.